Một thở nọ Thế Tôn an trụ, xá vệ thành kỳ thụ viên trung. Chư tăng câu hội rất đông, tính ra tới số 28,000. Lại cũng có các hàng Bồ Tát hội tại đây đủ mặt thường thường. Bấy giờ Phật lại lên đường, cùng hàng đại chúng Nam Phương tiến hành. Đáo bán lộ đành rằng mắt thấy, núi xương khô bỏ đáy lâu đời. Thế Tôn bèn vội đến nơi, lại liền ba lại rồi rơi giọt hồng. Đức A Nan tủi lòng ái ngại, chẳng hiểu sao Phật lại đóng xương. Vội vàng xin Phật dạy tường, thầy là từ phụ ba phương bốn loài, ai ai cũng kính thầy dường ấy, cớ sao thầy lại đóng xương khô? Phật rằng: trong các môn đồ, ngươi là đệ tử đứng đầu dày tông. Bởi chưa biết đục trong cho rõ, nên vì ngươi ta tỏ đuôi đầu. Đóng xương dồn dập bấy lâu, cho nên trong đó biết bao cốt hài. Chắc cũng có ông bà cha mẹ, hoặc thân ta hoặc kẻ ta sinh. Luân hồi sinh tử tự sinh, lục thân đời trước thi hài còn đây. Ta lễ bái kính người tiền bối, và ngậm ngùi vì nhớ kiếp xưa. Đóng xương hỗn tạp chẳng vừa, không phân trai gái bỏ bừa khó coi. Ngươi chịu khó xét thôi cho kỵ, phân làm hai bên nữ bên nam, để cho phân biệt cốt vàng, không còn lẫn lộn nữ nam chất chồng. Đức A Nan trong lòng tha thiết, biết làm sao phân biệt hỏi sai. Ngài bèn xin Phật chỉ bài, vì khó chọn lựa gái trai lúc này. Còn xin tiền dễ bề sắp đặt, cấp đứng đi ăn mặc văn minh. Chớ khi rã xác tiêu hình, xương ai như nấy khó nhìn khó phân. Phật mới bảo A Nan nên biết, xương nữ nam phân biệt rõ ràng. Đàn ông xương trắng nặng oằng, đàn bà xương nhẹ đen thâm dễ nhìn. Ngươi có biết cớ chi đen nhẹ? Bởi đàn bà sinh đẻ mà ra, sinh con ba đấu huyết ra, tám học bốn đấu sữa quà nuôi con. Vì cớ ấy hao mòn thân thể, xương đàn bà đen nhẹ hơn trai. A Nan nghe vậy bi ai, xót thương cha mẹ công dài dưỡng sinh. Bèn cầu Phật thi ân dạy bảo, phương pháp nào báo hiếu song thân. Thế Tôn mới bảo lời rằng, vì ngươi ta sẽ phân trần khá nghe. Thân đàn bà nhiều bề cực nhọc, sinh đặng con thập ngoặt u mê. Tháng đầu thai đậu tợ xương, mai chiều gìn giữ sợ tan bất thường. Tháng thứ nhì dường như sữa đặc, tháng thứ ba như cục huyết ngưng. Bốn tháng đã tượng ra hình, năm tháng ngũ thể hiện sinh rõ ràng. Tháng thứ sáu lục căn đều đủ, bảy tháng thì đủ bộ cốt xương. Lại thêm đủ lỗ chân lông, cộng chung đến số 84,000. Tháng thứ tám hoàn toàn tàn phụ, 9 tháng thì đầy đủ vóc hình, 10 tháng thì đến kỳ sinh. Nếu con hiếu thuận xui mình ra luôn, bằng ngỗ nghịch làm buồn thân mậu, nó vẫy vùng đạp quấu lung tung, làm cho cha mẹ hải hùng, sự đau sự khổ không cùng tỏ phân. Khi sản xuất muôn phần an lạc, cũng ví như được bạc được vàng. Thế Tôn lại bảo A Nan, ơn cha nghĩa mẹ 10 phần phải tin. Điều thứ nhất giữ gìn thai giáo, 10 tháng trường chu đáo mọi bề. Thứ hai sinh đẻ rốm ghê, chịu đau chịu khổ mọi mê trăm phần. Điều thứ ba thăm ăn nuôi dưỡng, cực đến đâu bền vững chẳng lai. Thứ tư ăn đắng uống cay, để dành bùi ngọt đủ đầy cho con.
điều thứ năm lại còn khi ngủ, ướt mẹ nằm khô gáo phần con. Thứ sáu xuống nước nhai cơm, miệng con no ấm chẳng nhòm chẳng ghen. Điều thứ bảy không chê ô uế, giặt đồ dơ của trẻ không phiền. Thứ tám chẳng nỡ chia riêng, nếu con đi vắng cha phiền mẹ lo. Điều thứ chín miễn con sung sướng, dẫu phải mang nghiệp chướng cũng cam. Tính sao có lợi thì làm, chẳng màng tội lỗi bị giam bị cầm. Điều thứ mười chẳng ham trao chuốt, dành cho con các cuộc thanh nhàn. Thương con như ngọc như vàng, ơn cha nghĩa mẹ sánh bằng thái sơn. Phật lại bảo A Nan nên biết, trong chúng sanh ti thiệt phẩm người, mười phần mê muội cả mười, không tường ơn trọng đức dày song thân. Chẳng kính mến quân ơn trái đất, không xót thương dưỡng dục cù đao. Ấy là bất hiếu mặt dao, vì những người ấy đời nào nên thân. Mẹ sanh con cô mang 10 tháng, cực khổ giường gánh nặng trên vai. Uống ăn chẳng đặng vì thai, cho nên thân thể hình hài kém suy. Khi sinh sản hiểm nguy chi xiết, sinh nặng gòi tinh huyết dầm dề. Quý như thọc huyết châu dê, nhất sinh thập tử nhiều bề gian nan. Con còn nhỏ phải lo săn sóc, ăn đắng cay bùi ngọt phần con. Phải tắm phải giặt rửa chôn, biết gần dơ giấy mẹ không ngại gì. Nằm phía ướt con nằm phía ráo, sợ có con ướt áo ướt chăn. Hoặc khi ghẻ chóc khắp thân, ắt con phải chịu trăm phần thảm thương. Trọn 3 năm bú nương sữa mẹ, thân gầy mòn nào nệ với con. Khi con vừa được lớn khôn, cha mẹ dạy bảo cho con vỡ lòng, cho con đi học mở thông trí tệ, dựng vợ chồng có thế làm ăn. Ước mong con được nên thân, giàu cho cha mẹ cơ bằng quản chi. Con đau ốm tức thì lo chạy, giàu tốn hao đến mấy cũng đành. Khi con căn bệnh đặng lành, thì cha mẹ mới an thần định tâm. Công dưỡng dục sánh bằng non biển, cớ sao con chẳng biết ơn này. Hoặc khi lầm lỗi bị rầy, chẳng tuân thì chớ lại bày ngổ nghe. Hỗn cha mẹ phùng mang trợn mắt, khinh trưởng huynh nộ nạt thê nhi. Bà con chẳng kể gia chi, không tuân sư phụ lễ nghi chẳng tường. Lời dạy bảo song đường không kể, tiếng khuyên răng anh chị chẳng màng. Trái ngang chống bán mọi đàn, ga vào lui tới mắng càng người chơi. Vì lỗ mạng tính quen làm tướng, chẳng kể lời trưởng thượng dạy răng. Lớn lên theo thói hung hăng, bỏ bạn lành theo cùng chúng dự. Nó tập quen làm sự trái ngang, nghe lời dụ dỗ quân hoang, bỏ cha bỏ mẹ trốn sang quê người. Trước còn tập theo thời theo thế, thân lập thân tìm kế sinh nhai. Hoặc đi buôn bán kiếm lời, hoặc vào quân lính với đời lập công. Vì ràng buộc đồng công mối nợ, hoặc chở ngân vì vợ vì con. Quên cha quên mẹ tình thâm, quên xứ quên sợ lâu năm không về. Ấy là nói những người có chí, chớ phần nhiều du hí mà thôi. Sau khi phá hết của rồi, phải tìm phương kế kiếm đôi đồng xài. Theo trộm cướp hoặc là bài bạc, phạm tội hình tù lạc phải vương. Hoặc khi mang bệnh giữa đường, không người nuôi dưỡng bỏ thân ngoài đồng. Hai tin dữ bà con cô bác, cùng mẹ cha sao xác buồn rầu. Thương con than khóc u sầu, có khi mang bệnh đuôi mù vẫn vương. Hoặc bệnh nặng vì thương quá lẻ, phải bỏ mình làm quỷ giữ hồn. Chà đình tủ điếm phố phường ngao du, cứ mài miệt với đàn bắt chánh, chẳng mấy khi thức tỉnh mộ khang. Làm cho cha mẹ than vang, xin con bất hiếu phải mang tiếng đời. Hoặc cha mẹ đến hồi già yếu,
không ai nuôi thiếu thốn mọi điều. Ốm đau đổi rách kêu riêu, con không cấp dưỡng bỏ liều chẳng thương. Phận con gái còn nương cha mẹ, thì có lòng hiếu dễ thuận hòa. Cần lao phục dịch trong nhà, dễ sai dễ khiến hơn là nam nhi. Xong đến lúc tùng phu xuất giá, lo bên chồng chẳng xá bên mình. Trước còn lai vạn viếng thăm, lần lần ngồi lạnh biệt tâm biệt nhà. Quên dưỡng dục song thân ăn trọng, không nhớ công mang nặng đẻ đau. Chẳng lo báo bổ cù lao, làm cho cha mẹ buồn rầu thảm thai. Nếu cha mẹ la gầy quở mắng, trở sanh lòng hờn giận chẳng kiên. Chớ chi chồng đánh liên miên, thì cam lòng chịu chẳng phiền chẳng than. Tội bất hiếu lưỡng ban nam nữ, nói không cùng nghiệp dữ phải mang. Nghe Phật chỉ gõ mọi đàn, trong lòng đại chúng lòng càng thảm thai. Gieo xuống đất lấy cây lấy củi, đập vào mình vào mũi vào hông. Làm cho các lỗ chân lông thảy đều rớm máu ướt đầm cả thân. Đến hôn mê tâm thần bất định, một giây sau mới tỉnh than gần: bọn ta quả thật tội nhân, xưa nay chẳng gõ không hơn người mù. Nay tỏ ngộ biết bao lầm lạc, ruột gan dường như nát như tan. Tội tình khó nổi than vang, làm sao trả đặng muôn ngàn ăn sâu. Trước Phật tiền ai cầu trần tốn, xin Thế Tôn mặn cố bi lăng. Làm sao báo đáp thù ăn, tỏ lòng hiếu thuận song thân của mình. Phật bèn dụng phạm thinh sáu món, phân tỏ cùng đại chúng lắng nghe. Ăn cha nghĩa mẹ nặng nề, không phương báo đáp cho vừa sức đau. Ví có người ăn sâu dốc trà, cộng mẹ cha vất cả hai vai. Giáp vòng hòn núi tu di, đến trong ngàn kiếp ăn kia chưa vừa. Ví có người gặp cơn gió rét, nuôi song thân dâng hết thân này. Xương nghiền thịt nát phân thay, trải trăm ngàn kiếp ăn đây chưa đồng. Ví có người vì công sinh dưỡng, tự tay mình khoét thủng song ngươi. Chịu thân mù tối như vậy, đến trăm ngàn kiếp ăn này thấm đau. Ví có người cầm dao thiệt bén, mộ bụng ra rút hết tâm can. Huyết ra khắp đất chặn than, đến trăm ngàn kiếp thâm ăn đau bằng. Ví có người dùng ngàn mũi nhọn, đâm vào mình bất luận chỗ nào. Tuy là sự khó biết bao, trải trăm ngàn kiếp không sao đáp đền. Ví có người vì ăn dưỡng dục, tự treo mình cúng Phật thế đèn. Cứ treo như vậy tròn năm, trải trăm ngàn kiếp ăn thâm chưa đền. Ví có người xương nghiền gá mỡ, hoặc dùng dao chặt bữa thân mình. Xương tan thịt nát chẳng phiền, đến trăm ngàn kiếp ăn trên chưa đền. Ví có người vì công dưỡng dục, nuốt sắc nóng thấu ruột thấu gan. Làm cho thân thể tiêu tan, đến trăm ngàn kiếp thâm ăn chưa đền. Nghe Phật nói thảy điều kinh khủng, giọt lệ tràn khó nổi cầm ngắn. Đồng thinh bạch Phật lời rằng, làm sao trả đặng ăn thâm song đường. Phật mới bảo các hàng Phật tử, phải lắng nghe ta chỉ sau này. Chúng ngươi muốn đáp ăn dày, phải toan biên chép kinh đây lưu truyền. Vì cha mẹ trì kiên phúng tụng, cùng ăn năn những tội lỗi xưa. Cúng dường tam bảo sớm trưa, cùng là tu phước chẳng chừa món chi. Gầm tháng bảy đến kỳ tự tứ, thập phương tăng đều dự lễ này. Sống sanh lễ vật đủ đầy, chờ giờ câu hỏi đặt bài cúng dâng. Đặng cầu nguyện song đường trường thọ, hoặc sanh tề tịnh độ an nhàn. Ấy là báo đáp thù ăn, sanh thành dưỡng dục song thân của mình. Mình cần phải cần chuyên trì giới, pháp tam quy ngũ giới giữ gìn. Những lời ta dạy đinh ninh, khá nên y thử phụng hành đừng sai. Được như vậy mới là khỏi tội,
bằng chẳng thì ngục tối phải xa. Trong năm đại tội kể ra, bất hiếu thứ nhất thật là trọng thai. Sau khi chết bị đài vào ngục, ngũ vô gián cũng gọi A Tỳ. Ngục này trong núi Thiết Vi, vách phên bằng sắt quay quanh bốn bề. Trong ngục này hằng ngày lửa cháy, đốt tội nhân hết thải thành than. Có lò nấu sắt cho tan, rót vào trong miệng tội nhân hành hình. Một vá đủ cho người thọ khổ, lột thịt da đau thấu tâm can. Lại có chó sắt gắn ngang, phun ra khói lửa đốt đòn tội nhân. Ở trong ngục có giường bằng sắt, bắt tội nhân nằm khắp đó xong, rồi cho một ngọn lửa hồng, nướng quay chúng nó da phòng thịt đao. Móc bằng sắt thương đao gươm giáo, trên không trung đổ tháo như mưa. Gặp ai chém nấy chẳng chừa, làm cho thân thể nát nhừ như tương. Những hình phạt vô phương kể hết, mỗi ngục đều có cách trị riêng. Như là xe sắt phân thay, chim ưng mổ bụng, châu cài lưỡi le. Chớ chí đặng chết liền hết đỡ, vì nghiệp duyên không nở hành thân. Ngày đêm chết sống muôn lần, đến trăm ngàn kiếp không ngừng một giây. Sự hành phạt tại A Tỳ ngục rất nặng nề ngỗ nghịch song thân. Chúng ngươi đều phải ăn cần, thừa hành các việc phân trần khoảng trên. Nhất là phải kinh này in chép, truyền bá ra cho khắp Đông Tây. Như ai chép một quyển này, ví bằng thấy đặng một vị Thế Tôn. Nếu in đặng ngàn muôn quyển ấy, thì cũng bằng thấy Phật vạn thiên. Do theo nguyện lực tùy duyên, chư Phật ủng hộ y như sở nguyện. Cha mẹ đặng xa miền khóc lạnh, lại hóa sanh về cạnh thiên cung. Khi lời Phật giảng vừa xong, khắp trong tứ chúng một lòng kính văn, lại phát nguyện thà thân này nát, ra bụi cho muôn kiếp chẳng nài. Dầu cho kéo lưỡi châu cài, đến trăm ngàn kiếp lời thầy không quên. Ví như bị bá thiên đao kiếm, khắp thân này đâm chém phân thay. Hoặc như lưới trói thân này, trải trăm ngàn kiếp lời thầy chẳng sai. Dẫu thân này bị cưa bị chặt, phân chia ra muôn đoạn rã rời, đến trăm ngàn kiếp như vậy, chúng con cũng chẳng trái lời thầy khuyên. Đức A Nan kiền thiền đảnh lễ, cầu Thế Tôn đặt để hiệu kinh. Ngày sau truyền bá chúng sinh, dễ bề phúng tụng trì chuyên tu hành. Phật mới đạo A Nan nên biết, quyển kinh này quả thật cao xa, đặt tên Báo Hiếu Mẹ Cha, cùng là ăn trọng thật là chân kinh. Các ngươi phải giữ gìn châu đáo, đặng đời sau y giáo phụng hành. Sau khi Phật dạy đành rằng, bốn ban Phật tử rất mừng rất vui, thải một lòng vâng theo lời Phật và kính thành tinh chất quẹn tuyền. Đồng nhau lưu lại Phật tiền, nhất tâm đảnh lễ rồi liền lui ra.